Sau tin đồn chia tay Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh tiếp tục tương trang nhan sắc đến không nhận ra. Những hình ảnh mới nhất được Khổng Tú Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ suýt xoa và ngỡ ngàng bởi đẹp không tì vết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng họ không nhận ra được nữ ca sĩ lạnh. Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Giọng ca sinh năm 1988 đã nhuộm lại màu tóc đen truyền thống. Tuy nhiên, không rõ do make up, dùng phần mềm chụp ảnh hay tương trang nhan sắc mà nhiều người thấy lạ với khuôn mặt quen thuộc của cô. Hình ảnh dịu dàng mong manh với màu tóc đen truyền thống của nữ ca sĩ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Song cũng nhiều ý kiến cho rằng khó nhận ra cô. Song Luân cũng không thể nhận ra đây là Khổng Tú Quỳnh. Chỉ là thay đổi kiểu tóc mà Khổng Tú Quỳnh nhìn rất khác biệt. Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công với nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích, chuyện tình gắn bó bền lâu của Khổng Tú Quỳnh và chàng bắp Ngô Kiến Huy cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau chặng đường 8 năm bên nhau, cặp đôi đã xuất hiện nhiều tin đồn đường ai nấy đi. Hậu tin đồn chia tay bạn trai, nữ ca sĩ vừa mạnh tay tậu xế họp hạng sang vào cuối tháng 12 vừa qua. Bộ ảnh gợi cảm quyến rũ mới nhất của nữ ca sĩ. So với lúc mới vào nghề, Khổng Tú Quỳnh đã dần lột xác khỏi hình ảnh ca sĩ teen để trở thành nữ ca sĩ gợi cảm quyến rũ.